Vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tặng quà và kinh phí hỗ trợ năm 2023 cho 26 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Văn Giang. Mỗi cháu được hỗ trợ 6 triệu đồng tiền mặt. Đây là các trẻ em được Hiệp hội và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhận hỗ trợ đến đủ 18 tuổi theo chương trình Mẹ đỡ đầu. Mức hỗ trợ mỗi cháu là 6 triệu đồng một năm. Tại huyện Khói Châu, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng câu lạc bộ nữ doanh nhân huyện cũng tổ chức đi thăm, tặng nhiều phần quà cho các gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tại các địa phương trên địa bàn huyện, giúp các hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện đón Tết vui tươi, đầm ấm. Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh cũng vừa tổ chức thăm hỏi, tặng hơn 300 xuất quà, trị giá trên 200 triệu đồng tới các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người cao tuổi, học sinh nghèo, hiếu học ở một số địa phương trong tỉnh. Trong đó, 11 suất có trị giá quà và tiền mặt là 5 triệu đồng mỗi suất tới 11 thương binh nặng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Toàn bộ kinh phí trao tặng do tự đóng góp ủng hộ của các hội viên Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh.